Rồi hôm nay em có mặt ở nhà em mến Mai Vàng nha. Em mến mà vừa về lô mai tàn rất là đẹp. Giờ là đang cắt tỉa rồi bứt lá để quay lên mạng giao lưu cùng quý khán giả. Giờ em quay cảnh đang bứt lá mai với dọn mấy cây mai cho đẹp nè nha. Cho cả nhà xem chứ để nhiều khi mọi người em nói là làm mai bán trên mạng mà mọi người không biết làm sao rồi ở đâu. Rồi em quay cho cả nhà xem nha. Rồi chào cả nhà, Đó, đây đây là là mai mai tàn mai giảo nha cả nhà, từ 9 đến 12 cánh, bông rất là đẹp. À, rồi cả nhà nếu mà có đón xem kênh của em Bến Mai Vàng để giao lưu những cái mai đẹp này nha. Vào kênh của em Bến Mai Vàng. Đó, đây là chủ kênh Bông mai giảo rất là đẹp, 9 cánh 12 cánh, em đã thấy bông luôn rồi. Quá đẹp luôn. Chị tàn rất là đều, đế đẹp luôn. Rồi, đó, đó giờ quay cho cả nhà xem nè. Tàn hồng Đó. rất là đẹp cả nhà ơi. Quá đẹp luôn. Lâu lâu mới quay được cái cảnh mà mai mới vừa về nè cả nhà. Đó. Còn lá xanh đó, rồi còn chi cành đang cắt tỉa đó, rồi đang bứt lá rồi. Ui, nhiều quá đây quay đi vô trong đây luôn. Cha cái này nếu mà mình cắt nó cục á, cái chiều nó loại bao nha, hai giờ nó mười mình ôm lại phải không? Mất quá. Mà đều mai lá mà phải để nhắc. Tết nay là con đi rút mai được rồi đó. Biết rút rồi. Tết thì dẫn đi lên nhà vàm. Rút mai. Đó, rồi, rồi nói cho cả nhà biết là vậy nè, rồi bứt xong rồi á, là nhiều công đoạn lắm nha cả nhà, chứ không phải vậy là lên cái là quay này bán là được đâu. Mai tàn á, chi cành là về mau chơi lắm nha cả nhà, khoảng tầm mình dưỡng lại là Tết có một số bông mà năm sau mới chơi bông mới nhiều nha. À, mua về nhà như vậy rồi rồi cũng nhiều công đoạn lắm nha cả nhà. Đó, rồi giờ là bứt nè, cắt tỉa cành nè. Cây công nhân không quá rồi đó, vậy được không? Được không? Okay, đó đi. Cái gì rồi làm bầu, làm đế lại nó mẹ nè. Làm hơi trụi. Ừ, mẹ hơi quen tay của mình. Mẹ của mẹ hơi trụi quá, trụi nhìn nhân cũng được. Mẹ trụi dữ ha. Thấy cây nó trịch trắng. Quên cái này rồi. Trụi quá. Nhưng mà đẹp quá ha. Đúng rồi, cây của nhân là đẹp nè. Như vậy là nhìn là mai mai tàn là còn lá xanh như vậy là rất là đẹp. Ngoại vô tập hết. Cũng như nhân cũng chưa biết cái thành ra nếu mà tuốt sạch là nhân tuốt chưa sạch đó. Không phải, nhân cố tình nó tuốt vậy đó chứ. Còn cố tình mà. Cố tình nó tuốt vậy là đẹp đó chứ. Mà tuốt sạch cái kiểu mà như mình đi tuốt Tết á ha. Được á. Được chứ. Được mà, được mà. Vậy là nhân giỏi. Nhân ta là một chú thanh niên giỏi mà, sao lại làm không được chứ. Phải nói cho nhân cãi chứ. Mai giảo không luôn ha má. Mai này là mai giảo. Hồi nãy em được thấy được cái bông là 9 cánh, bụi to vậy. Ờ, đẹp rất ha. Là đẹp luôn. Em có chụp hình mặt bông lại luôn. Rồi, vậy là cái này mà nếu ai mua rồi vô chậu Tết này chơi nếu là cả nhà hết ý luôn. Mua mà có kết bạn Zalo thì em gửi mặt bông qua cho cả nhà xem. Em chụp hình lại. À, mai này mà mua Tết chơi là hết ý luôn. Giảo 9 đến 12 cây không. Cái này đâu bấm để tông cao thì có mấy người thích tông cao. Cái cao nữa. Tông cao để coi. Đó rất là nhiều luôn á cả nhà. Mày nhớ con rinh cái này để bển luôn như ngoại nha. Dạ. Đó. Thanh niên lẻ tay lẻ chân mà sao không giỏi được. Nhìn vui quá, giống ngày Tết quá.
nhìn giống như là vào cuối tháng giêng mà lối rằm mà người ta bứt lá mai để mà đón Tết vậy ha. Cao dáng đẹp nè. Ừ. Về vô cái chậu rất là đẹp. Đế đẹp luôn kìa. Đế dưới củ nở luôn. Ở dưới là đế củ nở. Nói chung là người Hoa Kiển cũng cực lắm cả nhà. Rất là nhiều công đoạn luôn. Làm đế rồi lại rồi đặt lá rồi tỉa rồi lại. Vậy là cho cả nhà biết luôn chứ khi thấy em mến lên mạng bán đứng bán mà không có thấy cảnh làm mai nè, không thấy cảnh cắt tỉa rồi làm đang mà mai về mới về nhà rồi mới cắt tỉa dọn cây đồ lại như vậy nè. Em cả nhà 2 ngày nữa sẽ lên sóng lô mai này nha cả nhà. Hai ngày nữa là cả nhà đón xem kênh Mến Mai Vàng. Cái lô mai này sẽ được đăng lên YouTube để giao lưu cùng cả nhà đây. Quá đẹp cả nhà ơi, mai này về khổ ghét luôn. Chi tàn cỡ dày nè. Quá đẹp cây này tròn đẹp quá. Rồi em quay một đoạn tới đây đó ha cả nhà, để cho cả nhà biết là mai mới vừa về rồi làm cắt tỉa rồi dọn lại để giao lưu cùng khán giả. Rồi em xin chào cả nhà nha, tạm biệt nha, bye bye. Bye, chào, hẹn gặp lại.